Chào các bạn nha. Hôm nay mình có hai phần xem với các bạn. Đây một phần. Qua đây một phần nữa các bạn. Phần đây có được một cái hai câu. Mình giao lưu các bạn. Bạn nào thích thì điện thoại cho mình các bạn. Sau đây mình sẽ vô từng phần chia sẻ cho các bạn xem. Đây các bạn, đây là phần thứ nhất. Phần thứ nhất là một cái hai câu các bạn. Đây, để mình so cho kèo một tiếng các bạn này. Đây các bạn, hai câu góc bình cho kèo một tiếng. Ở trong này thì nó có lỡ các bạn, lỡ nhiều đấy. Mình bó nguyên cái còn ít đất lỡ mình giữ rồi mình đem về tới nhà. Mình chưa tha kèo luôn nha các bạn. Đây các bạn, mình định trăng nó ra các bạn. Cái này cao tầm 50 các bạn. Chưa tới 50, gần 50. Rồi, một cái hai châu. Phần xăm lưới bên đây nó gồm có một cái hai châu các bạn. Một cái hai châu. Rồi, cái xăm lưới thứ nhất. Cao 30. Nhỏ. Cây thứ hai cao cũng 30 các bạn, nhỏ. Và đây là những cây sâm trái các bạn, sâm trái 100% sâm trái các bạn, không có nào sâm hoa cả. Và phần bên đây có một cây sâm hoa này các bạn, phần thứ hai có một cây sâm hoa. Mình chặt nữa mình sẽ nối cái cây sâm hoa đó các bạn xem. Ở đây hai cây, ba cây, cây này thì cao 40, bốn cây, năm cây, cây này cao là 60 các bạn, sáu cây, cây này cao 80, bảy cây. Cái đây cao tầm 80 các bạn. Đây. 8 cây, cây này thấp. Các bạn hãy xem ngón tay mình so sánh với cây các bạn. Đây các bạn. Cây này cao không 40. Có lẽ nhiều. Xăm trái 100% các bạn, mình thấy nó có trái luôn. Nên mình bảo hành các bạn là cây xăm trái 100%. Tất cả thứ mấy rồi mình quên mất đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coi. 9 cây các bạn. Đây, cây thứ 9. Cao khoảng 80. Khoảng 80 các bạn. Cây thứ 10. Cây này là cao khoảng 60 các bạn. Đây. Rồi, cây thứ 11. Cây thứ 11 đây các bạn. Cây này cao khoảng 80. Rồi, 11 cây xăm núi. Một cây hai câu đi theo phần đây luôn. Rồi, phần thứ nhất xong các bạn. Bạn nào thích phần nào thì alo cho mình nha các bạn. Và những cái phôi xanh này là 100% là xăm trái các bạn, không có nào xăm hoa cả. Tại mình thấy nó đang ra trái là mình lấy các bạn, mình chính xác 100%. Còn nếu mình thấy là mình báo các bạn không thấy. Rồi mình chia sẻ các bạn xem phần thứ hai. Phần thứ hai đây các bạn. Rồi một cây. Các bạn cứ so sánh ngón tay mình nha. Một cây cao khoảng 30. Hai cây. Cây này cao á. Còn 60 các bạn. Đây. Các bạn thấy rõ. Chỉ hai mắt rõ rồi. Hai cây.
ba cây, cây này cao 40, 4 cây, đây các bạn, cây này cao khoảng 60, đây. Nên cây, đây cây thứ năm các bạn, mày sau ngón tay mình đây, cây này cao khoảng 40, đây các bạn, gỡ, em coi, 6 cây, cây này cao tầm 70 các bạn, bảy cây. Cây này cao 40, 8 cây, cây này quen quen, cao 30, đo đường thẳng các bạn, từ nền lên, ở trên là 30, 1, 2, 3, 4, rồi 8 cây, 9 cây, cây này cao 20, 10 cây, cây này cao khoảng 70 các bạn, 10 cây, chặt cây này dài thế, cây này nó dài, cây này cao cả mét các bạn, cây cũng quá dài luôn, đây các bạn. Đây các bạn, quen quen xúc cây này cũng cả mét luôn các bạn. Đây, hai thân. Đây, thân ở đây các bạn sò tay mình nha. Cây này dài 1 mét, một gấp hai thân. Và cái đây các bạn, cái cuối cùng đây là cây Samoa nha các bạn. Đây mình quay xa các bạn có xem cây Samoa đây. Đây các bạn, đây là cây Samoa này. Chỉ có một cây đây là cây Samoa nha các bạn. Cây cuối cùng của phần thứ hai đây là cây Samoa. Còn tất cả là đều xanh trái các bạn, xanh trái 100%. Và cây này cũng là Samoa 100% luôn. Mình kết mình thấy có hoa, mà nó to là mình cũng kết các bạn. Đây, xem thân đấy các bạn, gốc thì to nhiều. Rồi, để mình điểm lại thứ nha. Một cây Samoa đầu tiên, hai cây xăm trái, một cây xăm trái với cây xăm hoa ra một cây xăm trái, hai cây xăm trái, ba cây xăm trái, bốn cây xăm trái, năm cây xăm trái, sáu cây xăm trái, bảy cây xăm trái, tám cây xăm trái, chín cây xăm trái. Từ bạc cây này nữa, 10 cây xăm trái, 11, 12 cây xăm trái các bạn. Phần thứ hai gồm 12 cây xăm trái và một cây xăm hoa. Rồi các bạn thích phần nào thì alo cho mình các bạn. Phần thứ nhất thì có một cây hai châu, phần thứ hai thì có một cây xăm hoa to. Đây các bạn, rất to chưa, có cả bá luôn. Rồi, bạn nào thích phần nào thì alo điện thoại trực tiếp cho mình các bạn. Mình cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình ạ.